Hello, hey, let's go. Nào, đi tìm đồ chơi nha các bạn nha. Wow. Hey. Wow. Mother. Hey. Ở đây vẫn còn này các bạn này. À, xem đây là xe gì nha. Wow, phiêu màu. Đây, đây. Hey, Lightning McQueen. Wow. Chà. Đây, một chiếc xe tải chở xe, những cái xe Mercedes này. Đó, nâng này lên. Cho xe lên nha. Đấy, các bạn. Hi hi. Phiêu màu. Đây nữa này, Mother. Rồi, đóng cửa lên nhá. Ok. Rất là đẹp luôn. Rồi, đây này. Tiếp nào. Wow. Còn gì đây? Oh, một con bò sữa này các bạn ơi. Để xem nào. Nó có pin đấy các bạn ạ. Để thử xem nha. Wow. Rất là hay luôn. Wow, có cả dây này. Thú cưng rồi, thú cưng. Ok, rất là thú vị luôn. Wow. Capito này, máy xúc này các bạn này. Úi, xúc đất này, xúc cát luôn này. Chà, rất là xịn xòa nha. Đấy, thấy không? Xúc cát này này. Wow. Hey. Đây là bên trong này là khoang cabin này các bạn. Có một cái ghế. Nó bắt tài xế nó ngồi trong này điều khiển máy xúc các bạn nhá. Đấy, một chiếc bánh xúc bánh xích rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ xúc cát này. Wow, các bạn xem này. Cái gầu xúc rất là bự luôn nha. Đấy, rồi. Cho vào nha. Wow. Ui, gì mà vùi dưới cát luôn này. Wow. À ha, một chiếc xe poly các bạn nhá. Có cái mặt rất là dễ thương luôn. Đó, thân xe màu đỏ này. Đây là cái mũ đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy lắp ghép lại nha các bạn nhá. Ở đây chúng ta thấy thiếu là cái phần bánh xe đằng sau này. Và cái phần gầu xúc này các bạn nhá. Đây mình sẽ dùng cái bánh này mình xỏ ra này các bạn nhá. Rồi sau đó mình sẽ lắp cái bánh này vào nữa. Ok luôn các bạn ơi. Rồi đây là cái phần gầu xúc này các bạn. Đó, xúc này nha. Đấy, xúc đây này. Rồi mình sẽ gá vào nha. Ok các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn đúng không nào các bạn. Win. Wow, các bạn ơi. Ở đây mình lại phát hiện một chiếc xe nữa này. Tình trạng y chang bạn Poly này. Bị cát vùi lên đó và cũng mất hai chiếc bánh xe các bạn này. Được rồi, mình sẽ giúp bạn lắp ráp lại nhá. Cái xe này thì chúng ta nhìn qua là có rất nhiều bác tài xế này. Đó, ở khoang máy xúc này cũng có một bác tài xế, hai bác này. Đó, đây có ba bác lái xe luôn. Này, mình sẽ giúp bạn sửa chữa lại ngay đây. Đó, đây là cái phần bánh xe. Tren. Đó, mình sẽ xỏ ra nha. Đấy. Đó, mình sẽ lắp cái bánh này lên này. Vậy là bánh trước đã được lắp lên này các bạn ơi. Rồi, đây là phần gầu xúc màu đỏ các bạn nhá. Đấy, mình sẽ lắp vào này. Wow, rất là chặt luôn các bạn ạ. Rồi, đã sửa chữa xong. Mình sẽ xúc cát thử các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy không? Wow, đấy. Rất là linh hoạt luôn. Một, hai chiếc xe cậu máy xúc mình đã sửa chữa. Ok. Wow, rất là nhiều xe rồi các bạn này. Rồi, đi ra xem mấy con vật nhà mình nha các bạn. Kìa, còn kia là mấy con gà nhà mình kìa. Con vịt nữa kìa. Để xem dưới này có cái gì không. Wow. Hi. Các bạn ơi, một hộp đồ chơi này.
Đúng rồi, một hộp đồ chơi tàu hỏa luôn này các bạn này. Thomas này. Wow, xem nào. Ui, quần mới luôn các bạn ạ. Chưa bóc hộp luôn. Ê, trúng máy rồi. Hôm nay chúng ta đã tìm được một hộp đồ chơi mới. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình mở cái hộp này ra để khám phá nhá. Hey, let's go nào. Wow, các bạn cùng xem này. Đấy, bên ngoài chúng ta có thể nhìn thấy được là bên trong có một cái này gọi là cái đúc đu đấy. Đấy, đây này, đường ray này, tàu hỏa này các bạn. Đó, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ mở ra nhé các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy ra này. Wow, các bạn này, các bạn xem này, đó, bên trong sẽ có như này. Đây là cái bộ đường ray này các bạn này. Đó, bây giờ mình sẽ lắp ghép lại nhá. À, ở đây mình sẽ kết nối như này. Đó. Đấy, cài vào nó sẽ nối thành các bạn ơi, rất là hay luôn. Đây là cái đường ray hình cong này. Đó, mình sẽ kéo vào nhá. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Ý, rất giống một cây súng luôn. Yo. Bang 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 bang. Wow, tiếp theo nha, mình sẽ gái tiếp lên này. Đó. Các bạn ơi, mình ghép nối rất là dễ luôn. Đó, chúng ta chỉ cài nó vào là được nhá. Rồi. Còn hai cái đường thẳng này nữa, chúng ta sẽ ghép nối như vậy. Ok rồi các bạn này. Đó, mình đã gá xong cái đường ray nhá. Rồi, đây là một cái đường ray. Đó. Và đây là cái tàu hỏa này các bạn này. À, bên trong này thì có pin, mình đây mình mở các bạn xem nha. Đó, có hai viên pin này. À, rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ lắp lại nhá. Đó. Đây là một cái tàu hỏa hình tàu hỏa Thomas nha các bạn. Đó, cái mắt cũng có vẻ khá là dữ dằn nha. Đó, mình sẽ mở thử nha. Đó. Bên trong có đèn nháy này. Đó, motor quay này. Động cơ rất là khỏe luôn. Đó, đây là cái đúc đu này. Wow, cũng khá là hay luôn nha các bạn. Đấy. Rồi, mình sẽ cho Thomas chạy nha. Mình sẽ lọt lên đường dây này. Sau đó mình sẽ ấn công tắc này các bạn này. Đó, ấn. Ok nào. Ok các bạn ơi. Ok các bạn này. Đó, mình sẽ tắt đi nha các bạn nha. Đó, để xem hôm nay là mình đã kiếm được nhiều đồ chơi không nha các bạn ơi. Wow, các bạn ơi xem này. À, đây là một chiếc máy xúc này các bạn này. Đó, đây là một chiếc xe tải chở xe Maxi này. À, đó, những chiếc xe của mình kiếm được này. Wow, cũng khá là nhiều nha các bạn nhá. Đấy. À, hai chiếc máy xúc nữa này các bạn này. Và các bạn, đây là một con bò sữa này các bạn ơi. Hi. Rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ mang cái rác này để gom và vứt đi các bạn ạ. Đó, và gom các đồ chơi nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhá.